Rồi xong à, 120 mấy ngàn gạo. Đây quốc cái này vô anh em à, 100k. Mệnh giá 125 ngàn gạo. Phải không ta? Đã quên. Ok. Nó kêu cái tên 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 110 anh em à, 110 rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ mua cái gói gì bây giờ? Trời đừng nói là mình sẽ mua cái gói nạp đầu nha anh em. Cái nạp đầu này ngày 1 nhận cái này, ngày 2 nhận cái này và ngày 3 nhận cái này. Có nên không ta? Mình sẽ được một cái set trang bị anh em à, một cái set trang bị. Hoặc là mình sẽ quất cái gói tháng nãy trong cái chỗ tháng nãy phút lợi thì phải anh em. À, cái này thì mình sẽ nạp bất kỳ để có thể nhận được luôn nha anh em. Hồi nãy là mình quất 29 là được 60 rồi anh em, 60 kim cương rồi. Trời ơi, bây giờ mình không biết mình quất cái này mình có đủ luôn được hay không anh em à. Đây bây giờ mình sẽ quất cái này thử. 300, ô oh, wow, 300 kim cương này anh em. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục channel của mình và mình là 69 Gaming. Ok, quay trở lại với một cái con game vừa mới ra mắt luôn nha anh em. Đó chính là con game Aurora Gay. Và hiện tại thì bây giờ mình đang ở trong con game này. Con game này nó vừa mới ra mắt ngày hôm nay luôn. Ở đây thì sẽ có một cái nhân vật khá là quen thuộc với loại những cái anh em chơi game đảo kho báu. Đó chính là Usopp Mầm Điêu anh em à. Usopp Mầm Điêu hiện tại bây giờ đang quản lý cái con game bên này. Đó, thì anh em ta sẽ nhập gift code. Gift code này là gift code chung nha anh em. Gift code này là gift code chung. Để xíu nữa anh em ta sẽ vô và sẽ nhập ở trong. Còn bây giờ thì mình sẽ vô và trải nghiệm con game này. Hiện tại bây giờ mình đang tắt cái nhạc nha anh em, sợ cái tiếng nhạc nền nó sẽ bị dính với bản quyền đó, cho nên là mình không có mở nhạc. Xíu nữa sẽ bật nhạc sau. Còn bây giờ thì mình sẽ vô và trải nghiệm. Con game này nói chung là toàn là tiếng thiều thôi anh em à, toàn tiếng tàu thôi. Đây, cái ngôn ngữ nói chuyện ở trong con game này là số là toàn tiếng tàu là chính. Wow. Cũng khá là xịn sò đấy chứ anh em. Kẹt cái để con game này là cái màn hình đứng nha anh em, cho nên là nó hơi hơi nhỏ nhỏ xíu. Này anh em chơi trên điện thoại thì có lẽ là sẽ rõ hơn so với mình chơi trên cái giá lập anh em à. Wow, mảnh Reaper. Mình không biết cái con Reaper này nó có mạnh hay không đó anh em. Đa số những con tướng Ri thì nó sẽ hỏng ngon cho lắm. Nhận luôn Phoenix. Wow, vừa cái ấy nào đó mình sẽ nhận được cái con Phoenix 5 sao luôn kìa anh em. Những cái con game này làm mình nhớ đến những cái con game như là Tăng Cô Long Diện nè. Rồi thằng thú AFK. Và gần đây hình như là có một cái con game mà mình vừa mới chơi cũng gần đây mà không nhớ tên gì ta. Cũng gần gần đây thôi anh em. Thì nó cũng có cái giao diện cũng nên ná vậy nè anh em à. Trang bị vô luôn nha. Ủa, tăng lép à, cái này tăng lép anh em à, mặc nhanh nè. Rồi ok, quất luôn. Khiêu chiến. Quất luôn. Wow, mình hiện tại bây giờ mình đang có ba con tướng nha anh em. Thì bây giờ thì mình chưa có vô ủa cái này gì trời. Mình không biết cái đó là cái gì nữa anh em à. Cái này thì chữ thì tiếng Việt hết rồi anh em à, nhưng mà còn cái là ngôn ngữ thì nó vẫn là tiếng Trung anh em à. Có biết triệu hồi này chúng ta có thể là triệu hồi cao cấp hơn, ở trong triệu hồi có thể xác suất nhận được hero mạnh mẽ cao hơn. Bây giờ chúng ta còn có cơ hội gì đó triệu hồi nè, dứt luôn. Ủa mình chỉ có thể triệu hồi được ít một lần hết anh em. Wow, cu te phô mai que chứ anh em. Trời, con này là con gì đây? Ôi nhìn nó xịn sò vãi, nhưng mà kẹt cái là nó có 4 sao thôi anh em à. Bèo nhiều vãi trưởng. Chiến đấu nữa nè. Ở đây thì không biết mình có thể là chiến đấu, mình có thể là thoát ra ngoài giống như những cái con game khác hay không. Mình nghĩ là nếu mà cơ chế giống như những cái con game đó thì trong lúc khiêu chiến thì mình vẫn có thể là thoát ra ngoài được nha anh em. Nó cũng là từ một cái show suột đến từ những cái con game của Trung Quốc thôi anh em à. Cài đặt nè. À, âm nhạc. Rồi bây giờ mình đã có thể là tắt nhạc được rồi anh em à. Đó, bỏ tiếng lên cho anh em nghe chọt 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 này kia kiểu nha. Hệ thống trang sức hình tượng đổi hòa đó. Wow, cái chỗ đổi hòa này thì anh em ta có thể là nhập được gift code anh em à. Ghiều quyết Eric. Ồ à, cái này nó ná ná với lại mấy cái con game Tăng Ngô Long Diện. Rồi cái con game gì ta, con game hải tặc mà là mình đang chơi hình như là, để mình vừa mất cái tên nè. Đó, thì cũng cơ chế nó cũng nên ná như nhau thôi này mà. Bây giờ chúng ta sẽ nhập hết tất cả những cái gift code chung luôn nha. Đây, Usopp Mầm Điêu để sẵn cái đóng gift code nè. LG888 nhập vô. Wow, thám bảo, vé thám bảo, rồi SB kim cương 500 vàng. Rồi gift 666. Gift 666 là cái gift code tăng thủ này mà. 188 đá tiến bạc, đá tiên tri, đá triệu hồi này kiểu kiểu VMTHTT. Rồi
Dứt luôn. Khoan, anh em đợi xíu, mình nhập hết cái đóng gift code này vô cái đã nha. Sau đó em ta sẽ tiếp tục trải nghiệm nha. Ra chặn. Rồi, cho nó ra chặn đi anh em à. Ui, cái cục này mình di chuyển đi chỗ khác anh em à. Rồi, hiện tại bây giờ mình đang vip không nha anh em. Cái con game này đối với những anh em trên yêu hết thì hiện tại giờ chưa có chơi được nha anh em. Ngày 17 tháng 8 mới chơi được. Còn bây giờ những anh em nào mà chơi trên Android ấy, thì mới có thể tải về mình trải nghiệm được nha anh em. Cái gift code thứ hai là cái gift code VMTHTT1, gift code thứ ba nha anh em. Gift code thứ hai, thứ tư là VMTHTT2. Còn này VMTHTT3. Đó, bây giờ mình sẽ nhập cái gift code TT3 vô luôn nha. Mình làm gì để ta mạnh lên nữa ha. Tiếp đến tăng lép cho con này. Rồi em ta sẽ vô tiếp tục nhập cái gift code cuối cùng nha anh em. Mình thì chưa có làm mấy cái nhiệm vụ kia cho nên là bây giờ mình chưa có gift code. Anh em sao đó, khi vô group anh em list vô cái link của Usopp nè. Sau đó anh em đăng nhập vô cái gift code 666 này thì mình vừa mới nhập rồi nha anh em. Rồi bây giờ là gift code riêng nè. Gift code riêng thì mình cần phải là event chấm nhận code launching trailer event zone group nè. Nhận code event nhận code ngay. À đây. Đó, có gift code rồi nha anh em. Đây, quốc vô pull 50 đá tiếng bạc, 1000 SP hay go với lại vé triệu hồi một vé. Hơi bèo xíu nha anh em. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại và mình sẽ list vô cái này thấy sao. Nhận code. Nhận code. Đã hết gift code rồi hả? Ôi đen với ta. Event long tin nhận code. Đã hết gift code. Trời ơi, chết rồi, mình list chỗ nạp ngay rồi anh em à. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nhập tới một cái gift code. Bạn chưa xác minh số điện thoại. Event live pay nhận code. Ui, lại là hết gift code rồi anh em. Kỳ vậy nè. Voucher nữa nè. Chưa có voucher nào nha anh em. Gift code Facebook nè. Gift code riêng, gift code chung. Đó, thì hiện tại bây giờ thì chỉ có nhiều gift code thôi anh em à. Để gà Usopp xem thử là có gift code nào dành cho YouTuber không. Chứ bên game đảo có báo là không hề có một cái gift code nào dành cho YouTuber luôn nha anh em. Mặc dù là mình làm bên đó khá là lâu anh em à. Hơn năm trời mình làm biết bao nhiêu video luôn á. Mà xin gift code mấy anh em cũng lên comment đòi gift code chùm cho mình á, thì cũng không ai cho hết trơn á. Nhưng mà mình vẫn làm cho anh em xem thôi. Quốc cây gửi dách cạc với. Ồ, cái này có thể là thanh toán qua Zalo Pay được luôn nè anh em. Trời, có nhiều cách để có thể là thanh toán lắm nha anh em. Bây giờ mình sẽ thanh toán bằng cái Momo đi anh em à. Nó sẽ chuyển anh em ta sẽ qua cái trang Momo. Sau đó anh em ta sẽ quét. Lâu lắm rồi mình mới thanh toán bằng cái Momo đấy anh em. Không biết là được hay không đấy nè. Ok, thành công rồi nè anh em. Đó, được liền anh em. Rồi, đây là cái GZ cạc của mình. Chắc là những video sau nếu mà được ủng hộ nhiều thì mình mới tiến hành nạp tặng cho anh em nha. Còn bây giờ thì chưa. Mình chỉ nạp vô cái app của mình thôi. Rồi, xong. Bây giờ thì mình sẽ nạp bằng cái này, 50k đi. Mình sẽ nạp bằng cái GZ cạc nha anh em. Thẻ GZ cạc nè. 50k. Ồ, nạp ở đâu ta? À, số series với lấy số mã thẻ này anh em à. Copy cái số series. Series mã thẻ. Mã thẻ bên dưới. Rồi, ok. Dứt liền. Đây, thành công nha anh em. Về trang chủ. Rồi bây giờ thì mình sẽ nạp vô cái vận mệnh chiều hồi. Nạp cái ôi, trời, nạp vô được hẳn 62.500 gạo luôn kìa anh em. Rút tiền. Rút tiền game. Mình nghĩ chắc ở chỗ này quá anh em. Chọn server số 8. Chọn server. Rồi, 69 game in. Nạp tiền. Vui lòng chọn nhân vật. Rồi, chọn nhân vật này. Ở đây thì mình có thể là chọn lấy 10 đó anh em, có 10 đó nha anh em. 50 nữa chứ sao. What? Không biết là được cái gì bên trong hay không đó anh em à. Ôi, nó có tiếng nha anh em, nó có tiếng nè. Được 55 Oban anh em à. Cái Oban này mình không biết là sử dụng làm gì luôn anh em. Cái Oban đâu rồi ta. Đây, 55 Oban này anh em à. Mình nghĩ là chắc nó giống như một cái loại vật phẩm để mà mua các cái gói này kia kiểu trong game, giống như mấy cái con game kia thôi anh em. Nhận luôn. Đăng nhập 8 ngày, nhận luôn. Kim cương 200, ngày 10 thì mình sẽ nhận được cái con mảnh spin, spin it gì đó anh em à. Ok, để mình xem thử cái dàn tướng của con game này nó có cái gì hấp dẫn hay không anh em. Thư viện này nè. Khi đạt cấp 10 mới là xem được cái thư viện nha anh em. Bây giờ thì mình sẽ vô trải nghiệm trước thì sau đó sẽ mua các cái gói sau. Có thì nó hơi bèo nhèo xíu nha anh em. Có thì vòng vòng thì mình thấy nó chỉ có được nhiều code thôi. Không biết là ở đây nó có được cái gift code nào nó
mình thấy hình như là có cái sự kiện có đền bù ra mắt chậm trễ vậy đó này, mà sao mình không thấy ta, cùng Luna. Để mình xem thử đăng ký sớm. Luna đặt lịch hẹn tổng hợp các sự kiện fanpage, fan cứng này kia kiểu này anh em chat thư nhận quà, hình như là đây là cái code chúc bạn chơi game đăng ký, à code này đăng ký trước Google Play. Ủa mình nhớ có một cái code đền bù cho anh em là game trễ mà ta, ba tác hại của việc nạp đầu rồi. Ok thôi quay trở lại với con game thôi này, mà ở đây thì nó không có nói gì về cái vấn đề là đền bù hết nha anh em. Tại vì đến đi cái là ngày 10 nó ra mắt rồi, nhưng mà ngày hôm nay ngày 11 nó mới ra mắt anh em à. Rồi theo bây giờ anh em ta sẽ vô trải nghiệm thôi. Triệu hồi cao cấp. Wow, nó cho mình triệu hồi cao cấp luôn kìa anh em. Dứt luôn anh em à. Ngại gì mà không triệu hồi cao cấp. Wow, con gì đây? Một con tướng 5 sao anh em à. Con Seraph anh em à. Đây là một con tướng có khả năng câm lặng và thiêu đốt nha anh em. Wow, thêm một con tướng Loki anh em à. Loki là em của thằng Sấm phải không anh em, thằng Sấm Thor phải không anh em, trộm công hỗn loạn hút công anh em. Đây là con rapper, à con này như là mình có gọi để mà hút máu và mất máu à. Xin chúc mừng nhận được hai con tướng 5 sao anh em à, mình được hai con tướng 5 sao hệ lửa nha anh em. Rồi triệu hồi X1 hoặc là triệu hồi X10 với 12.000 kim cương nha anh em, 2.000 kim cương. Còn ở đây thì à cái bé triệu hồi của mình nằm ở ngay đây nha anh em, thằng khí nhận luôn anh em à. Bây giờ mình sẽ vô chỗ nạp đâu ta, bày chặt mình sẽ đưa hai con tướng mới của mình vô trong cái đội hình của mình nha, bỏ con bé này ra ngoài đi. Hai con tướng xịn xòn bò cười của mình sẽ đưa vô đây nha, luôn luôn. Ở đây có cái thằng khí này sau này sẽ mở ra nha anh em, đấu trường này kia kiểu nè, nó y hệt như cái con game Tango Long Diện anh em, chỉ có khác tướng thôi anh em à. Đây mấy con này mình sẽ tăng hết lép lên, mặc nhanh à, tăng hết lép luôn. Ủa này nó không có tăng nhanh ta, tăng bằng này nó lít thử đè luôn, à đè luôn nó sẽ tăng full luôn kìa anh em, mày hả bưởi. Rồi ta bây giờ mình sẽ qua con tướng tiếp theo, mình không biết con này nó có mạnh hay không nha anh em, cứ quốc đại trước thì rồi tính sau. Hết SP tướng rồi nè, mà Hego nè, cái này là gì ta, tiệm phù thủy sử dụng kim cương để mà mua những cái vật phẩm ấy nha anh em. Shop nó cũng hơi khá là khiêm tốn nhưng mà thần khí nè, nhận luôn. Mình mở được cái ghiều Eris thì phải anh em, vô chỗ bày trận này đó, mở được nha anh em, gây cho hai địch ngẫu nhiên là 290 sát thương chuẩn nha anh em. Đây mình mở đây là số này ra thì có thể là đọc được tất cả các thông tin. 30% kèm kết liễu mất máu, hai hiệp không thể xóa bỏ, mỗi hiệp mất HP bằng tối đa 3 HP tối đa nhân 3% mục tiêu. Ủa là sao ta, mất HP bằng HP tối đa nhân như vậy 3%. Ủa HP tối đa nhân 3% là sao trời, mình không hiểu luôn anh em à. Thôi đỡ cái gì mình sẽ tìm hiểu sau đi. Rồi để mình xem thử là còn cái chỗ nào để có thể là tiêu kim cương, ủa lộn, tiêu tiền hay không anh em à. Sưởng ghiền nè, à ở đây anh em ta có thể là đúc được những cái vật phẩm xịn sò hơn nha anh em. Ghép nè, đó ghép xong thì nó sẽ qua được cái món xịn xịn hơn xíu nha anh em. Ở đây thì một sao nè, bây giờ mình sẽ ghép qua được cái món hai sao này nè, mà đó, ghép từ từ lên là mình sẽ được cái món này, mà mình nghĩ chắc sẽ lâu lắm anh em à. Thôi tiếp tục nha anh em, tiếp tục trải nghiệm nha. Hiện tại bây giờ mình đang là cấp 5 rồi nha anh em, cấp 5 rồi, bây giờ mình sẽ đi xuất kích đi. Chiến đấu thôi anh em, mình sẽ lên cấp, sau đó mình sẽ cập nhật tình hình cho anh em xem sao nha. Và đăng nhập 3 ngày, ngày đầu nhận bạch hổ như cái này là nạp đầu anh em à. Bát môn độn giáp, đổi lần này sẽ tiêu hao là 29 oba nha anh em. Ok, sử dụng 29 oba để làm bút cái cục này. Đó, ngày đầu tiên mình sẽ nhận được 800k SP, 850 đá tiếng bạc và 1,8 triệu vàng. Và lần ngày thứ hai thì mình sẽ nhận được cái, ủa, quà 300 kim cương. Ủa ngày 1 nhận quà 600 kim cương. Ủa sao ta, à mua cái này thì mình cần phải tới 129k lần anh em à. Vậy thật sự chứ mình lên được VIP 1 nè anh em, VIP 1 thì mình có thể là tăng được cái tốc độ nè anh em. Chọn đây khiêu chiến và mình sẽ tăng cái tốc độ lên, chỉ lên được X2 thôi anh em à. Nhận quà luôn, được nhận nè anh em à. Cái này thì mình chỉ cần việc online đúng giờ là mình sẽ nhận được từ 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 nha anh em.
Và để mình xem thử là các cái gói nạp đầu xem thử. Ôi, nhận được luôn nè em, nhận được luôn nè. Wow, nãy giờ mình on lâu dữ vậy hả em. Wow, ui nó cho mình một nồi luôn hả em. À, nhiệm vụ hàng ngày nè, nhận luôn. Chính. Ui là mèn, bây giờ là mình chưa có thể là tải được cái trên cái con hệ điều hành iOS, làm sao để có thể là cài cuốc được đây anh em à. Bắt buộc là mình phải lên trên máy tính để có thể là chơi được rồi anh em, tại vì mình không có xài điện thoại iOS Android. Mình xài điện thoại iOS mới căng lắm chứ anh em. Nạp đầu là mình sẽ có thể là nhận được cái đống này luôn nha anh em. Nạp nè, miễn phí nè anh em à. 129k, 249k. Ui, kích nạp mua với giá là 238 thám bảo x3. Thám bảo x3 là gì trời, mua luôn giá 0 đồng thám bảo x0. Thám bảo nó có thế nào là chiêu mộ không ta. Cái này thì mảnh có thể là ghép được những cái con tướng nè. Ôi nhìn nó hơi cổ xưa xíu anh em, nhìn mấy cái mảnh ghép nè, mấy cái icon nè nó hơi cũ cũ xíu, mấy triệu hồi đi anh em. Bên đây thì mình sẽ lấy cái gì đây ta, kim cương hay là đá tấn tiếng bạc, rồi mình lấy đá tiếng bạc anh em, tùy chỉnh đó bút luôn. Rồi shop đặc quyền 129, cái này mình có thể là sử dụng kim cương để có thể là mua được luôn anh em. 908. Ô, cái này là sử dụng làm gì đây, viễn chinh cao cấp lợi phẩm tiêu hao công dụng đặc quyền, có thể kích hoạt đặc quyền viễn chinh kim cương vé mỗi lần làm mới 3 lần mỗi ngày chắc chắn. Ồ, cái này nó sẽ giúp cho anh em có thể là càng quét được nhiều lần hơn anh em à. Ở đây có thể chiến nhanh này anh em à, đó giống như là càng quét ở bên mấy cái con game bên kia. À, giống như con game gần nhất đó chính là cái con game Demon Slayer Movie. Rồi, thì em ta có thể là nhận được cái thời gian offline này anh em à. Đó, nó đi quýnh ngoài đó, em ta sẽ nhận được các cái phần thưởng nha. Rồi, đây, trong lúc chiến đấu thì mình vẫn có thể là ra ngoài để mà nâng cấp những cái con tướng mình lên nhé anh em. Để bây giờ trong cái phần triệu hồi xem phải có triệu hồi được nữa hay không. Hiện tại bây giờ mình đang mới được có hai cái giá triệu hồi thôi anh em à. Gui nè, chưa mở nha, chưa mở nè, thần khí nè, hero nè, túi nè. Trong túi này có gì? À, cái này mình sẽ nhận được ngẫu nhiên một cái con hero quy minh bóng tối gì thế này mà. Mình mở thử xem sao nha anh em. Chigon, Siru, Venus, Hega gì nè anh em. Một, ui có hai con, ba con tím, chậu nó mới ghê chứ anh em. Ôi, mình được hẳn một cái con đắc lót luôn anh em à. Wow, trời. Ngầu vật vã anh em, ngầu vải trưởng anh em à. Đây là cái con đắc lót chúa tể bóng tối anh em à. Chi kích và liên kích anh em à. Ủa, có liên kích luôn mới ghê chứ anh em. Mình khoái mấy con tướng nào có khả năng liên kích nha anh em. Còn cái thám bảo này mà không biết sử dụng làm cái giống gì luôn anh em. Thôi để từ từ mình sẽ tính sao nha. Để đưa con tướng xin trò con bò cười của mình vô nha. Đó, trời ơi, không biết kiếm phút bóng tối đầu gà để có thể nâng cấp lên nữa anh em. À, ở đây mình có một cái con tướng hệ bóng tối nhưng mà chỉ có 3 sao nha anh em. Rồi, ok, được. À, rồi nó cho mình hẳn F60 luôn kìa anh em. Quá là phê, phê như con TT luôn anh em à. À, để mình xem thử cái chỗ nào. 1.000. Online nhận 1.000 lượt rút anh em à. Ôi, cái này, à, khi anh em đạt đúng lép thì anh em sẽ nhận từ từ nha anh em. 1.000 lượt chứ, luôn anh em à. Quá là nhiều luôn á. Rồi, thì bây giờ mình sẽ qua nạp nè. Ở đây thì 129k. Thôi, chắc là từ từ mình sẽ bước sau anh em. Bộ trang bị cam 2 sao. Ngày thứ nhất nhận. Ủa, cái gói hồi nãy mình mới nạp xong nó cho mình nhận một lần hết ta. Và bây giờ mình nạp mấy cái gói này mình có thể nhận được 3 ngày anh em à. Siêu phẩm. Ủa, rồi cái gói siêu phẩm hồi nãy mình nạp vô mình có thể nhận được 3 ngày đâu trời. Không có thư luôn anh em à. Rồi luôn, xong phim luôn anh em. À, chiến đấu mình xem được ý con đắc lót của mình sẽ đấm như thế nào nha anh em. Boss tấn công. Wow, ngầu vãi, tấn công hàng trước anh em. Quốc phát một chích ngắt cái hàng trước luôn trời. Thiệt là ghê gớm quá đi. À, mình sẽ quốc lại thử một lần để xem thử như thế nào đây anh em. Đây. Wow, ui, hai hàng luôn anh em à. Mấy con nào mà đụng mặt nó sẽ quốc nha anh em. Còn mấy con tướng đứng sau thì sẽ không quýnh nha anh em. Để mình xem thử ấy. Đây, chỉ việc đụng mặt là dứt ra anh em à. Khiêu chiến lại sau luôn. Đó, hay đá bưởi. Trời ơi, một mình con đắc lót một tiêu diệt sạch sẽ không chừa cho những cái con tướng khác luôn anh em à. Đấu trường nè. Đó, vô đấu trường chơi nè anh em à. Để xem thử là cái em bên kia nó có những cái con tướng gì đây. 69 gaming, trời ơi.
mày hả bưởi đó, chỉ quýnh được cái hàng trước thôi nha anh em, mấy con nào đụng mặt thì mình quýnh nha anh em, còn mấy con tướng mà không chạm mặt đứng phía sau thì phải để cho mấy con tướng sau nó dứt lại anh em à. Đợi dứt tiếp quất luôn đây, ít tăng tốc độ lên cho nhanh, trời ơi khá là nhanh nha anh em, quất luôn anh em à. Bot tấn công thôi chắc là cho nó tự quýnh thôi anh em à. Khoan anh em đợi xíu mình nhận phần thưởng đó anh em, đó phần thưởng gì đây, nhận luôn vượt ải 10 đây, vượt ải 30 thì mình sẽ nhận được cái con chim lửa nhé. Ôi, vượt ải 20 thì mình sẽ nhận được 10 giá chiêu mộ kìa anh em, mình thử mình lên vượt ra tới cái lần 20 thì em thử là mình sẽ nhận được cái vé chiêu mộ, sau đó mình sẽ vô thì cái độ nhân phẩm của mình nhé anh em, mình nghĩ chắc là đủ luôn á anh em à. Thì oh, trời quýnh đủ 30 lần luôn kìa anh em, quất con chim luôn anh em à. Ok, 129.000 thì mình sẽ nhận được nguyên cái đống này nha anh em. Rồi để thử thử đi anh em à. Đây là một cái con chim vương hoàng lửa Phoenix nha anh em, có khả năng hồi sinh anh em à. Ôi một cái con tướng có khả năng tăng cơ anh em, khả năng hồi sinh. Rồi đây bây giờ mình sẽ ra mình xem thử, trời ở ngoài nó có nguyên một nùi các tính năng mới luôn kìa anh em. Chiêu mộ X10, wow nó cho mình chiêu mộ X10 luôn kìa. Đây nhất luôn anh em, xem thử cái độ nhân phẩm của mình sẽ như thế nào đây. Wow con tướng hệ nước anh em à, đóng băng oe. Ôi trời ông pháp sư nhìn ngầu vải chữ mà có 4 sao rồi anh em ạ. Ôi là mèn không ra con tướng 5 sao nào luôn anh em ơi, đen vải trướng thần khí. Ê nhận luôn được 5 lượt nữa nè anh em ạ. Cấp 20 thì mình sẽ nhận tiếp anh em. Cái này là cái gì trời, nghịch mệnh thiên đây nè, thưởng sơ cấp xác nhận dùng 3.000 ối lộng 300 kim cương để mà sở hữu gì đây. Mở khóa thường à, mở khóa cái mé bên này anh em ạ. Cái này là 1.000.000. Wow, trời đất vải chữ này mà 1.000.000 mấy để có thể là sở hữu để có thể là mua được cái gói bên đây. Thôi đắt quá anh em à, phúc lợi trời ơi, tiền đâu mà có thể là nạp để có thể là review cho anh em xem được đây anh em à. Cái thám bảo hồi nãy mình thấy nhiều bên đây nè, đó ở đây thì mình có thể là thám bảo được 12 lần này anh em à, là mới miễn phí. Ở chết này nãy anh quên xem thử là có cái giống gì ngon hay không, nếu mà mình làm mới luôn rồi này mà VIP 2 mới có thể là mở được cái tính năng này nha anh em. Ôi ơi 15 lần chỉ tốn có 12 thôi anh em à, chắc là mình cần phải lên VIP 2 nha anh em. Từ từ anh em à, bây giờ mình lên VIP 2 thì mình sẽ tốn bao nhiêu ta, để mình xem thử hiện tại bây giờ là cái điểm VIP mà mình nắm đâu chơi. Điểm VIP mình nắm đâu ta, nạp kim cương này thì thường ở chỗ nạp kim cương nó có hay cái để cái điểm VIP này mà VIP nè, đó bộ trời mình mới nạp có 60, muốn lên VIP 2 mình cần phải tới 300 anh em à, 300 ui đắt quá vậy ta. Đây chắc là để từ từ của anh em. Ây, con tướng tăng cơ của mình đây anh em à, bỏ bớt con à, bé này đi, chim phượng hoàng đó, đưa con stream vô nha anh em, chim xếp nhanh. Ô có thể đổi được rồi anh em, cái tai này là giáp tai Eret gây cho hai địch ngẫu nhiên là sát thương chuẩn 30% khiến mục tiêu giảm 10% không, có vẻ nhìn nó ngon nha anh em. Đây quất cái này luôn đi anh em à, lưu lại rồi xong phiên đó, quá là ngon, nghịch mệnh nè, nhận luôn. Ôi trời quên á, mình cần phải mua cái này với giá là 300 kim cương thì mới có thể là mút được nha anh em. Liên qua đăng giống như leo tháp vậy mà anh em, này là Nacha hả, ôi Nacha nhìn ngầu với ta đó, giết luôn này mà chiêu mộ một lần. Ôi trời một con tướng 4 sao lên em à. Ủa à cái này là sự kiện chiêu mộ tướng chỉ định là cái con Nacha anh em à. Ở bên đây thì miễn phí nè, miễn phí thì anh em sẽ nhận được cái hàng này nha. Còn bên đây chắc mình nghĩ là phải nạp trước 129k nha anh em, 129k. Và điều kiện là anh em phải sở hữu một cái con Nacha thì anh em mới có thể là mua được cái gói này anh em à, chứ không phải tự nhiên mà anh em vô anh em mua được cái gói luôn đâu anh em à. Tưởng trời ơi nó cứ đưa mình vô đây hoài nè, phúc lợi à trời phía sau này còn quà nha anh em. Wow nãy giờ mình không biết. Cái này thì 249 129, này là thẻ theo quý, con này mua theo quý, mua theo tháng anh em, thẻ tháng nè. Nguyện quyền chuyên chuyện ký mèo kích hoạt phúc lợi quyền riêng tư thám bảo vàng luôn rồi anh em à. Để từ từ đi, thì mình sẽ mua cái sau nha. 100 kim cương thì cũng khoảng tầm 100k thôi hả anh em. Ủa không phải 29k, nãy 29k là mình chỉ được có 60 thôi anh em à, 29k mình chỉ được có 60 thôi, cần phải 100 ngoài anh em à, 100 ngoài k lỗi xíu thì phải anh em. Mình nhớ mang máng hồi nãy là mình tới 60 mấy ngàn gạo mà anh em,
Nãy mình quất có 50.000 gạo đây mà tự nhiên bây giờ là mình bị mất tiêu hết mười mấy ngàn gạo rồi đây mà. Rút gạo nè. Chọn server 8. Đây, chọn cái nhân vật luôn. Đây, ủa mình về không rồi nè em. Kỳ vậy ta. Hồi nãy là mình mua cái gói là 50.000 nha anh em, 50.000 này. Với giá là 55 Oban. À, mình mua tới 62.500 gạo lần anh em à. Tưởng đâu là nó khuyến mãi cho mình, ai ngờ đâu là cũng không khuyến mãi anh em. Gói 50.000 này tương đương với giá là 62.500 gạo. Ui là mèn. Nãy mình không để ý anh em, thì ra là như vậy anh em à. Mình tưởng đâu là nó ăn gian, mình nó quất mình hết mớ gạo chứ anh em. Đợt này thì mình quất bằng cái Zalo Pay anh em à. Chỗ nạp nó mất tiêu chạy. Mình sẽ quay trở lại với cái trang gờ cạc và mình sẽ đâu ta chạy đâu chạy. Mình sẽ chọn cho cái gờ cạc anh em, series với lại cái mã thẻ này, bên đây có luôn series, nhập series vô trải nghiệm, nói chung là trải nghiệm du lịch chính mà. Nạp rồi, ok, mình sẽ được cộng thêm 25% nữa, và tính ra là 25% nó cũng như vậy thôi anh em à. Ủa cái gì, mã thẻ trên hay dưới đây, nhập series, mã thẻ nè, cái số series bên trên nè, số series nạp, ok, thành công nha anh em. Về trang chủ tưởng nó không được, nãy giờ mình quay phim mà anh em, không được là mình vô mình kiện nhà phát hành liền anh em à. Rồi rút tiền vào game để chọn server số 8, rồi xong. 120 mấy ngàn gạo. Đây, quất cái này vô anh em à. 100k, mệnh giá 125 ngàn gạo. Phải không ta? Đã quên. Ok, nó kêu cái tèn 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 110 rồi anh em à. 110 rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ mua cái gói gì bây giờ trời, đừng nói là mình sẽ mua cái gói nạp đầu nha anh em. Cái nạp đầu này ngày 1 nhận cái này, ngày 2 nhận cái này và ngày 3 nhận cái này. Có nên không ta? Mình sẽ được một cái set trang bị anh em à. Một cái set trang bị hoặc là mình sẽ quất cái gói tháng. Hồi nãy trong cái chỗ tháng hồi nãy phút lợi thì phải anh em. Cái này thì mình sẽ nạp bất kỳ để có thể nhận được nha anh em. Hồi nãy là mình quất 29 là được 60 rồi anh em, 60 kim cương rồi. Trời ơi, bây giờ mình không biết mình quất cái này mình có đủ luôn được hay không anh em à. Đây bây giờ mình sẽ quất cái này thử 300, ô và 300 kim cương này anh em. Quất thử nha anh em, 129 Oban. Biết luôn. Ngày mai thì mình sẽ nhận cái đóng nha anh em. Lên VIP 2 luôn nha anh em à. Thưởng sơ cấp nhận mà quốc mua luôn đi anh em à, 300 kim cương thôi quốc luôn, được cái giá chiêu mộ nha mày. Rồi xong phúc lợi nè, mà để mình xem thử tích tích nộp đó, quà tích lũy mút luôn, thẻ thoáng nhận luôn. Rồi bên này không có gì để nhận. Liên qua phóng liên qua lụ gì nè anh em à. Nhận nhanh không, một nồi luôn gì nè, mà điểm quả hồn nè. Cái điểm quả hồn này mình không biết là sử dụng làm gì luôn anh em, để xíu mình sẽ tìm hiểu thử nha. Điểm quả hồn này là mình chắc mình sẽ sử dụng để mình đổi triệu hồi liên qua, không có sử dụng điểm quả hồn ở đây được nha anh em. Không biết cái điểm quả hồn sẽ đổi ở chỗ nào, để từ từ đi, để mình sẽ tìm hiểu sau. Thằng binh lợi khí, ủa nó đỏ đỏ là đỏ mà mình không thấy cái gì chứ nè. Đi thám hiểm, đi thám hiểm nhận quà, hoặc anh em đợi xíu mình nhận quà đã nha, xíu mình sẽ nhận được cái con bé này anh em. Ôi trời, có cả cái bản đồ nè anh em. Ôi mình đang đứng ngay chỗ này anh em. Rồi ok, để cái gì mình sẽ đi tìm hiểu sau nha. Còn khi mình vô triệu hồi tiếp rồi anh em, 19 vé rồi anh em à. Mình cần phải kiếm thêm một chỗ nào đó có một cái vé nữa để mà mình vô mình chơi. Đây mình sẽ ghép nhanh nha anh em. Được gì đây? Ủa, chọn hết. Rồi. Wow, ông già ngầu vải trưởng Hemdon gì đó anh em à. Xua tua được hai con tướng nha anh em. Mình không biết hai con này nó có mạnh hay không anh em à. Đây là một cái con tướng thiêu đốt hạ gục và truy kích. Chà, ghê nha anh em. Truy kích là khi mà bị tấn công anh em là nó sẽ truy kích lại đây mà, nó được gọi là phản đòn này, có gì đó. Phản đòn lại anh em, quýnh 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 trả đòn lại. Thằng này thì dạng tăng cơ anh em, sát thương chuẩn, bảo hộ, phán quyết. Không biết phán quyết cái giống gì luôn anh em. Kệ, từ từ thì mình sẽ tính tính sổ với lại em ở sau. Còn cái chỗ nào để có thể nhận phần thưởng miễn phí nữa hay không anh em. Vô kiếm vé nữa cho nó đủ luôn anh em à. À,
Trời ơi, vô shop này nè, vô trong shop mua vé nữa cho nó đủ luôn anh em. Rồi, triệu hồi 20 lần, thử thêm cái độ nhân phẩm của mình nữa. Hồi nãy là hơi đen đen xíu nha anh em. Không ra được con ít, không ra được con 5 sao nào hết. Đợt này bọn mình sẽ ra được con 5 sao. Wow, con gì đây? Kiểm hộ hồi phục. Ôi, con này có khả năng hồi phục cho tem nha anh em. LVT, LVT thì mà không biết là gì. Chắc là nữ thần lửa quá anh em. Ôi, con này là trị liệu. Ủa, không phải, đóng băng hay giảm trị liệu anh em à. Chắc là mình nghĩ là giảm trị liệu bên kia anh em. Ủa, sao có 3 skill vậy trời? Bèo nhèo vãi chữa. Cái này là triệu hồi sóng xung kích gây sát thương với tỷ lệ giảm 4% hiệu quả nhận trị liệu anh em. Khiến cho cái địch bị giảm đi cái khả năng trị liệu anh em à. Rồi, tiếp luôn. Một con, hai con, năm sao. Con này hệ nước anh em à, con này hệ nước nha. Úp tiếp 10 lần. Nãy giờ mình toàn vô hệ quả là chính anh em à, ít vô hệ nước ghê luôn á. Nhìn hầu phải chữ nhưng mà chỉ có tiếp là chỉ có 4 sao nha anh em. Wow, giảm trị liệu, liên kích và giảm trị liệu anh em à. Con này cũng ba thiệt chiêu nha anh em. Liên tục tấn công phía trước 5 lần anh em à. Dùng xong dừng hành động một lượt. Đâu, giảm trị liệu trời. Trước gây sát thương rồi thi triển. Ủa, tấn công theo lượt. Ủa, và dùng xong sát thương vật lý. Ủa, dùng xong một lượt gì nè. Không thấy cái chỗ mà giảm trị liệu đâu trời. Hơi pha ke xíu anh em. Ủa, thanh niên này cũng đẹp trai vãi chữ. Nhưng mà rất tiếc có 4 sao thôi, cụ bắp vải. Nhìn nó ngầu ngầu với nó sang ảo ảo trưởng vậy thôi nè mà. Ngầu lòi vậy thôi chứ thực ra là nó rất là cùi bắp nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ vào trong cái phần tướng mình xem thử con game này có tất cả những con tướng gì nha anh em. Truyền thuyết, trời ơi, nó cũng giống như mấy con game kia thôi anh em. Khi anh em đạt được tướng thì anh em rít vô thì em sẽ nhận được kim cương đến từ những cái con tướng đó thôi anh em à. Ủa, sao mấy con này không có kim cương rồi nè. Ủa, kỳ vậy ta. Chắc là con tướng 5 sao mới khó hay sao anh em à. Hay là những cái con tướng xịn sò xíu mới khó ta. Kỳ vậy trời. À, dưới này có nha anh em à. Hình như là mấy con 5 sao nó mới có anh em à. Còn mấy con cùi cùi xíu nó không có nha. Đó, con này thì có kim cương rồi nè. Lượm kim cương luôn. Theo cái kinh nghiệm chơi mấy con game này của mình thì mình nghĩ là mình sẽ tích kim cương rồi. Để dành kim cương anh em. Sau này mình sẽ tính sao chứ mình không có sử dụng kim cương để mà vô cái phần triệu hồi anh em à. Sau này mình sẽ cần kim cương vô những cái mục đích khác anh em ơi. Ok thôi, ngày đầu tiên anh em ta trải nghiệm cái con game này chắc là mình nghĩ là đến đây thôi nè. Hôm nay thì mình bắt môn đụng giáp, mình nạp đầu cho mấy anh em xem này cái kiểu thôi. Còn lại thì mình sẽ tiếp tục kể thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Elora Gay. Và anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký để mình có động lực tiếp tục kể thêm nhiều video về tựa game cho anh em cùng xem nhé anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.